đây là Thanh Sang. Tuấn Anh. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bóng Chuyền Học Sinh. Đây là trận cầu 3.4 xét đấu thứ hai. Phía bên bộ ba bên đây gồm có biên phải là Thống Minh Cầu, biên trái là Tuấn An, chuyền hai là Tú Long Hòa. Pha bóng một không được tốt của Tuấn An. Ở đây là cơ hội phản công dành cho phía Trường Thanh. Thanh Sang, bộ bóng không qua lưới rồi. Điểm đầu tiên dành cho phía bên Tuấn An, 1-0. Phía bộ bóng bên kia lưới thì gồm có biên phải là Trường Thanh, biên trái là Thanh Sang, giữa là Bình Nhỏ và chuyền hai là Trung Lý. Ở set đấu thứ nhất thì phía bên Tuấn An giành chiến thắng nha các bạn. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai. Thanh Sang, và điểm tốt đến từ Thanh Sang. Một tay đập trẻ 2k5 của Tân Châu. Điểm một đều. Quá tốt chọi một của Tuấn An. Và đây là Thống Minh Cầu hơi thiếu, nhưng mà pha điểm lọt trắng quá tốt của Thống Minh Cầu mang về điểm thứ hai cho bên Tuấn An, 2-1. Các bạn đang xem trên kênh Bóng Chuyền Học Sinh, nếu thấy hay hãy like, hãy share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vẫn là Thanh Sang, vẫn là Thanh Sang với những pha đập bóng đầy quy lực. Điểm hai đều. Đây là sân bóng chuyền Cắt Ké Tây Ninh, một trong những sân đang rất hot của bóng chuyền Tây Ninh. Và vừa rồi là tình huống đánh bóng ra ngoài của Tuấn An. Điểm dành cho phía bên bộ bóng của Trường Thành, 3-2. Bình Nhỏ phát bóng không qua lưới rồi. Điểm thuộc về phía bên Tuấn An, 3-2. Và đó là pha bóng ra ngoài của Tuấn An. Điểm 4-3 cho bên Trường Thành. Tiếp tục là pha bóng hỏng của Bình Nhỏ. Điểm 4-2. Do là trong sân trong nhà các bạn. Ở bên đây không có ánh sáng vô, bên đây có ánh sáng vô nên nó sẽ chá nắng, chá bên đây. Bên đây hơi tối, các bạn xem thông cảm giúp mình nha. Và đây là Thanh Sang. Tiếp tục là pha dứt điểm thành công đến từ Thanh Sang. Điểm 5-4 cho bên Trường Thành. Quá im cho bắt mọc của Thống Cầu. Và đó là pha dứt điểm ra ngoài của Thống Minh Cầu. Điểm vẫn thuộc về phía bên bộ 4 của Trường Thành, 6-4. Quá và phát bóng đầy quy lực khó chịu đến từ Bên Nhỏ. Điểm 7-4 rồi. Tiếp tục là vào bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Bên Nhỏ, 8-4 là điểm số hiện tại. Còn cách biệt đang tạo ra là 4 điểm. Nhưng lần này thì Bên Nhỏ đã phát bóng ra ngoài. Điểm thuộc về bên Tuấn An, 5-8. Và dứt điểm đầy uy lực đến từ Trường Thành. Điểm 9-5. Quá khó chịu. Vừa nghỉ quá khét của Tuấn An. Rút ngắn tỷ số còn 6-9.
Từ Thành. Quá hay, một pha nhá tay nhưng mà lại là một đường bỏ nhỏ. Quá nhẹ nhàng của Trần Thành. Thuận An. Quá đẹp các bạn ạ. Một pha dứt điểm quá nhanh. Khiến cho phía bên bốn của Trường Thành trở tay không kịp luôn. Và điểm số hiện tại là 70. Thành Sang. Không đánh cầu để lọt tay trắng luôn rồi. Điểm 11-7. Con. Cơ hội được trao về cho phía anh Thống Minh Cầu. Vẫn còn, quá hay cho Trung Lý. Quá đáng tiếc cho pha phòng thủ vừa rồi của Tú Lương Hoa. Không thành công. Điểm thuộc về bộ 4 của Trường Thanh nha các bạn. Điểm 11-7. Quá đẹp. Đó là pha đường y đến từ vị trí của Tuấn An. Trong nhà nên thiếu ánh sáng nó không rõ, bạn xem thông cảm giúp mình nha. Điểm số hiện tại là hồi giống 81 rồi đó. Bóng ra ngoài. Điểm thuộc về Tuấn An nha các bạn. Điểm là 92 nha mọi người. Có thể mình do mình nhớ nhầm điểm. Một pha bóng tốt của Tuấn An. Điểm 10-12. Thành Sang vẫn còn, quá hay cho pha thủ bóng vừa rồi của Tú Long Hoa. Nhưng rất tiếc là pha chuyền bóng vừa rồi của Tuấn An bóng lố rồi. Điểm thuộc về phía mình 4 của Trân Thành. Điểm 13-10. Tuấn An hai trắng nhưng vẫn không cản phá được pha dứt điểm vừa rồi của Tuấn An. Điểm 11-13. Khoảng cách hiện tại bây giờ chỉ còn là 2 điểm thôi. Vẫn còn. Cơ hội phản công. Và đây là đường truyền cho Tuấn An. Quá tốt. Pha bỏ bóng ra phía sau khi mà đã có hai trắng và Trung Lý đã chạy lên phía trên rồi. Quá tốt cho pha xử lý vừa rồi cũng ngang. Điểm số được rút ngắn còn 12-13. Thành Sang lọt trắng luôn. Điểm cho phía bên bộ 4 của Trương Thanh. Điểm 14-12. Và dời bóng ăn tài của Thống Minh Cầu. Và điểm cho Tiến Hàng 13-14. Trường Thành vẫn còn cơ hội. Và đây là Tuấn An. Vẫn là những pha dứt điểm tốt đến từ biên số 2 của Tuấn An. Và điểm số được quân bình.
tiếp tục các bạn. Điểm 14 điều. Đây là Trường Thanh. Pha chắn bóng không thành công đến từ Tuấn An. Điểm thuộc về Trường Thanh. 15-14. Điểm kết thúc trận đấu dành cho bên bộ 4 của Trường Thanh. Liệu rằng Tuấn An có lội ngược dòng thành công hay không? Chúng ta cùng chờ xem pha bóng tiếp theo. Đủ. Như vậy với pha bóng vừa rồi cũng kết thúc trận đấu thứ hai. Phía bên bộ 4 của Trường Thanh giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này. Như vậy hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.